tí thôi, mua một ít tóc vì tóc con nó bị ngắn, thế là con đang cắt được thơ rồi. Dạ, yeah, cháu đi chơi nên cháu quay lại làm kỷ niệm. Vâng. Chỗ này là chợ sắt đúng không? Chợ sắt đấy, nhưng mà chợ sắt bây giờ phá vỡ bỏ không đi rồi. Chợ sắt bây giờ tan hoang rồi, bỏ không rồi. Ủa nhưng mà chợ sắt có chuyện về ở bên kiện án không ta? À, vâng. Cảm ơn ạ. À, vâng.
Thank you.
Em quay video. Dạ vâng ạ. À, cháu quay video để làm kỷ niệm ạ. Thank you.
chồng của anh chị với các cháu đây nhé. Hôm qua cháu vô dạ cũng đi nhiều rồi. Xong rồi là bỏ cá.
Dạ. Cái màn nhận rồi.
Quay ra bên mạng á. Fan FC. Anh thấy chưa? Đấy. Anh đăng hello cái cho lên mạng sống. Anh có ai vào. Đúng không? Bao nhiêu? Ở nhà có bia nên sao phải đi mua. Đây là quán thịt phố cổ. Đấy. Mr. Hoàng 79. Kêu Hoàng. Đây đây. Không có mí đây nữa. Ta tỉ ra đấy rồi quay ra đây đấy. Đây nhà đúng không?
like. Look.